Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của em về cập nhật giá cà phê ngày hôm nay, ngày 11 tháng 9 năm 2024. Nhìn chung thì giá cà phê hôm nay tăng thêm 1.000 đến 2.000 đồng một ký ở các địa phương. Giá cà phê hôm nay được mua ở mức trung bình dao động từ 120.000 đến 121.000 đồng một ký ở các địa phương. Cụ thể thì tại từng địa phương như sau: giá cà phê tại Lâm Đồng được thu mua ở mức 119.700 đến 120.500 đồng một ký. Giá cà phê tại Đắk Lắk thì được mua ở mức trung bình là 120.500 đến 121.000 đồng một ký. Giá cà phê tại khu vực Đắk Nông thì được mua ở mức trung bình là 120.500 đến 121.000 đồng một ký. Giá cà phê tại Gia Lai được mua ở mức trung bình là 120.500 đồng một ký. Còn giá cà phê tại Con Tum thì được mua ở mức trung bình là 121.000 đồng một ký. Như vậy là thị trường cà phê trong nước ngày hôm nay có xu hướng đi tăng lên và tăng thêm khoảng 1 đến 2.000 đồng một ký so với những ngày trước. Giá cà phê trong nước cao nhất là ở mức 121.000 đồng một ký. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia nhận định thì hiện tại thị trường giá cà phê đang khá là nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin liên quan đến thời tiết và sản lượng nông sản. Hoạt động đầu cơ cũng góp phần làm cho thị trường biến động mạnh mẽ thời gian gần đây. Trong 2 tuần vừa qua thì giá cà phê đã có sự tăng giảm đột ngột, bất thường. Trong một tuần tăng vọt lo ngại hạn hán ở Brazil, sau đó giảm mạnh do các trận mưa gần đây. Vâng, em xin phép kết thúc video báo giá cà phê ngày hôm nay, ngày 11 tháng 9 năm 2024. Các bác xem mọi video cho em xin một like và một đăng ký kênh các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác.